Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã họp phiên thứ 17 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban Chỉ đạo. Nội dung của cuộc họp là đánh giá kết quả hoạt động của năm 2019, thảo luận cho ý kiến về phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm công tác của năm 2020 này. Nhìn lại năm 2019, công tác phòng chống tham nhũng đã có bước tiến mạnh mẽ với nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, đi vào chiều sâu. Tham nhũng được kiềm chế, từng bước ngăn chặn và có chiều hướng thuyên giảm, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Nổi bật là việc đẩy mạnh xây dựng hoàn thiện thể chế trên các lĩnh vực của đời sống. Cụ thể là Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành gần 30 văn bản về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phòng chống tham nhũng. Quốc hội đã thông qua 18 luật, 20 nghị quyết. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 100 nghị định, 119 nghị quyết, 37 quyết định, 33 chỉ thị. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử tạo bước đột phá mới trong công tác phát hiện xử lý tham nhũng. Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với hơn 420 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, cố ý làm trái. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật và đề nghị Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật đối với 3 tổ chức đảng và hơn 20 cán bộ diện Trung ương quản lý. Như vậy, tính từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 12 đến nay đã thi hành kỷ luật hơn 90 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có 21 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 2 Ủy viên Bộ Chính trị, 22 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Cũng trong năm 2019, Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo xử lý 67 vụ án, 55 vụ việc, trong đó khởi tố mới và phục hồi điều tra 19 vụ án. Đáng chú ý là đã đưa ra xét xử sơ thẩm 10 vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Một kết quả nổi bật trong công tác phòng chống tham nhũng là các cơ quan chức năng đã khắc phục những hạn chế yếu kém trong công tác giám định, định giá tài sản, giải mật, cung cấp hồ sơ, tài liệu, nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, đã thu hồi được số tiền hơn 35.000 tỷ đồng. Riêng các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo đã tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, ngăn chặn giao dịch tài sản, giá trị gần 24.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đã chỉ đạo chấn chỉnh, ngăn chặn, xử lý tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng vặt, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng chống tham nhũng tại các bộ ngành địa phương, góp phần khắc phục dần tình trạng trên nóng, dưới lạnh. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng cũng đánh giá cao Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội. Các cơ quan truyền thông, báo chí đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng chống tham nhũng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh không được viên cớ chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 để trùng xuống công tác phòng chống tham nhũng, mà thậm chí phải làm tốt hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng để phục vụ đại hội thành công tốt đẹp. Nhận định tổng quát, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định về cơ bản, công tác phòng chống tham nhũng năm 2019 đã tiếp tục được đà của năm 2018, đồng thời có một số kết quả mới nổi bật hơn năm ngoái. Do vậy, nếu trước đây có một bộ phận tâm trạng nhân dân lo lắng đặt câu hỏi, công tác phòng chống tham nhũng liệu có dừng nghỉ hay không, có tiếp tục làm nữa hay không, thì với kết quả phòng chống tham nhũng nêu trên, có thể khẳng định chắc chắn rằng điều đó đã không xảy ra trong năm 2019, thậm chí có những mặt còn làm tốt hơn, nhuần nhuyễn hơn như xử tội hối lộ, thu hồi tài sản, kinh nghiệm xét xử tại các phiên tòa. Có được những kết quả trên, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thì phải phân tích và làm rõ được các nguyên nhân. Trước hết muốn làm được thì phải có quyết tâm cao, đúng không? Thế vừa qua ta có quyết tâm cao không? Từ trên xuống dưới, từ các cơ quan tổng hợp đến các cơ quan chức năng, các ngành, các cấp có quyết tâm cao không? Ban Chỉ đạo chúng ta có quyết tâm cao không? Là yếu tố rất quan trọng hàng đầu. Có quyết tâm cao, có sự chỉ đạo tập trung thống nhất. Đảng lãnh đạo rồi nhà nước rồi quốc hội vân vân, nhưng mà tập trung giao cho cái Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng này này là lãnh đạo trực tiếp. Cái quan trọng là cái này, cái thứ ba, có phương pháp tiến hành rất hợp lý, bài bản, rõ đến đâu làm đến đấy, đúng pháp luật, có lý, có tình,
tâm phục khẩu phục và đạt hiệu quả cao. Lấy giáo dục răn đe làm mục đích cơ bản. Xử lý một vài người để cứu một người, tôi vẫn nói thế. Không thích thú gì xử kỷ luật đồng chí đồng đội của mình, thậm chí rất đau xót, nhưng mà phải làm. Làm một vài người để cứu một người, cái phương châm ấy thì có sai không? Mà rất là nhân văn. Các bị cáo lúc đầu thì chối, dần dần thì nhận đến chỗ rồi lại thành khẩn, ra tòa thì lại nhận nhiều hơn nữa, rồi xin lỗi đảng, xin lỗi nhà nước, vân vân, rất là ăn năn hối lỗi. Thế cái đó là cái thành công cái gì nữa? Có phải là do phương pháp không? Rồi có sự phối hợp rất là nhịp nhàng, ăn khớp, đồng bộ giữa các cơ quan chức năng với nhau. Lần này tôi thấy để cái năm nay rất hay, đồng bộ ăn khớp. Chúng ta có đội ngũ những cán bộ chiến sĩ làm công tác này thật sự bản lĩnh, liêm chính, vững vàng, có kiến thức và giỏi về chuyên môn, về kỹ năng này, và rất có ý thức công tác xây dựng. Tôi rất là mừng ở chỗ này. Các cơ quan là cố gắng đều lắm, có đúng không ạ? Phối hợp giữa bên đảng với bên các cơ quan chính quyền tư pháp thế nào? Một vài cá nhân anh nào có thể do nhận thức, nhưng cũng có thể do động cơ, nhưng với cái cơ chế này không làm gì được, có đúng không ạ? Phải vào huồng hết thôi. Mà anh nào không làm thì lộ ra ngay, không dám nói là lòi ra ngay. Mà tôi bảo là nếu như mà anh nào trong cơ quan phòng chống tham nhũng có vấn đề thì tôi cho kiểm tra thôi mà, tư cách thôi mà. Chống tham nhũng ngay trong các cơ quan làm công tác phòng chống tham nhũng rồi mà. Một cái nữa, được đông đảo nhân dân đồng tình, ủng hộ, tán thành, thậm chí là lực lượng đấu tranh giúp chúng ta, báo chí vào cuộc rất là tích cực và càng ngày càng có những sáng tạo mới, đưa tin rất kịp thời. Những cái luồng sai trái là phải tỏ thái độ. Giờ đài truyền hình mở cái mục là đối diện mà, vào thứ tư phê phán các quan điểm sai trái. Hoan nghênh ban tuyên giáo cũng là giúp đỡ, nhân dân đồng tình ủng hộ. Có phải đấy là những nguyên nhân thành công không? Có lãnh đạo, có các cơ quan chức năng, có sự phối hợp nhịp nhàng, có nhân dân ủng hộ, báo chí đồng lòng, thế là chúng ta sợ gì? Hoàn toàn có đủ lực lượng, đủ trình độ, đủ kinh nghiệm, đủ bản lĩnh để chúng ta làm công việc này. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phân tích, năm 2020 là năm quan trọng, có nhiều sự kiện lớn của đất nước, đặc biệt là tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý, không được vin cớ chuẩn bị Đại hội các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ 13 để trùng xuống công tác phòng chống tham nhũng, mà thậm chí phải làm tốt công tác phòng chống tham nhũng hơn nữa để phục vụ đại hội thành công tốt đẹp. Cái này chúng ta quán triệt một cái tinh thần là làm việc nào ra việc nấy, các công việc bổ sung lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, thúc đẩy công việc của nhau, không cản trở. Làm đại hội thật tốt thì phòng chống tham nhũng tốt, mà phòng chống tham nhũng tốt, chọn nhân sự tốt thì là đại hội thành công tốt đẹp, đúng không ạ? Thì các đồng chí lưu ý cái đó rất là đúng. Tức là phải tiếp tục phát huy cái kết quả của năm 2019 này, không dừng, không nghỉ. Thậm chí phải làm quyết liệt và hiệu quả cao hơn, chặt chẽ hơn, đồng bộ hơn. Cũng trong năm 2020, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng yêu cầu tập trung đưa ra xét xử sơ thẩm 10 vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, gồm vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Bia Rượu Nước Giải Khát Sabeco, vụ án liên quan đến nhà đất số 812 tại đường Lê Duẩn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, vụ án xảy ra tại Công ty Hải Thành, Quân chủng Hải quân liên quan đến đất số 79 Tôn Đức Thắng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, vụ án xảy ra tại Hội sở chính BIDV và chi nhánh Hà Thành, chi nhánh Hà Tĩnh và Công ty Trung Dũng,
Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu Sinh học Dầu khí trong dự án xây dựng nhà máy ethanol Phú Thọ. Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh và các đơn vị có liên quan. Vụ án xảy ra tại dự án cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn 2, Công ty Gang thép Thái Nguyên. Vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn. Vụ án xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam Sacombank. Vụ án xảy ra tại dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.